Chào các bạn, mình là Mỹ Duyên đến từ phòng CA công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với nhau về chủ đề sống tối giản và tự do tài chính. Duy trì lối sống tối giản có thể giúp chúng ta tiết kiệm tiền hiệu quả và là một trong những cách đúng đắn, tích cực đưa bạn tới sự an toàn về tài chính. Tự do tài chính là khi thu nhập thụ động của bạn lớn hơn khoản chi tiêu cần có của bạn. Chẳng hạn thu nhập thụ động của bạn là 10 triệu đồng một tháng, chi tiêu hàng tháng của bạn chỉ có 7 triệu đồng mà thôi. Như vậy, tức là bạn đã tự do tài chính rồi. Thu nhập thụ động là thu nhập mà bạn không cần phải dùng thời gian và công sức để có nó. Ví dụ như bạn có một ngôi nhà cho thuê hàng tháng thì bạn vẫn có thu nhập dù không làm việc trong thời gian đó. Hay là bạn có một khoản tiền gửi tiết kiệm chẳng hạn thì bạn vẫn nhận được lãi hàng tháng dù không làm việc. Tiết kiệm và sống tối giản là bước đầu tiên để tự do tài chính. Phần lớn thì mọi người luôn nghĩ rằng để tự do tài chính, chúng ta cần phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền hơn. Điều này không hẳn đúng, vì nếu chúng ta cố gắng làm việc nhiều hơn để kiếm tiền, nhưng sau đó chúng ta lại dùng tiền vượt quá khả năng chi trả, thì bạn mãi chỉ sống trong vòng xoáy chi trả hóa đơn mà thôi. Chẳng hạn như một người có thu nhập 30 triệu một tháng mà tiêu hết không giữ lại được đồng nào, thì còn không bằng một người có thu nhập 7 triệu một tháng mà tiết kiệm được 2 triệu, đúng không ạ? Vì vậy, bước đầu tiên để đi đến tự do tài chính mà chúng ta cần làm đó là tiết kiệm. Bạn sẽ nhận ra giá trị của tiết kiệm càng rõ rệt trong những ngày khủng hoảng do Covid-19 gây ra. Nếu như mình không có khoản tiết kiệm dự trữ mà tiêu hết thu nhập, thì có lẽ bạn đang trải qua những ngày tháng rất khó khăn. Sống tối giản là một sự lựa chọn tốt. Loại bỏ những điều không cần thiết trong cuộc sống để mình có thể tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Chẳng hạn như việc giảm bớt đồ đạc không cần thiết sẽ giúp bạn có một không gian sống thoáng đãng, ít bừa bộn, không mất quá nhiều thời gian cho việc dọn nhà và còn có thể tiết kiệm tiền thay vì mua những đồ đạc không cần thiết nữa. Loại bỏ những thứ không cần thiết. Nếu bạn đang sở hữu những thứ không thực sự cần thiết trong cuộc sống của mình như là có quá nhiều quần áo không dùng đến này, đồ công nghệ này hoặc là đồ nội thất này, thì bạn hãy bán bớt những thứ này đi, chứ đừng tiếc vì mua tốn nhiều tiền. Những món đồ không dùng đến thì giá trị của nó cũng sẽ càng ngày càng giảm với con số 0. Bán sớm thì bạn vẫn sẽ thu lại được một khoản tiền. Bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền, bạn có thể tạo ra điều gì khác với số tiền ấy. Phần thưởng mà chủ nghĩa tối giản mang lại chính là giúp bạn bước đi nhanh hơn trên con đường đến tự do tài chính.